Xin chào mọi người. Mọi người ơi, hôm nay là buổi sáng mình đi lên trên thành phố Long Khánh, cách nhà mình 18 cây số để ăn sáng và uống cà phê, đi chợ. Vậy mời mọi người cùng theo dõi video này của mình nha. Tụi mình bây giờ sẽ đi vô cái quán bún ở bên cái dù xanh xanh đó, là quán bún nước trong. Thằng em của mình hôm nay nó chở mình đi đó, nó nói quán này ăn rất là đông. Vậy mời mọi người cùng theo chân mình đi vô quán nha. Giờ đậu xe. Hôm nay về được đi ăn bún nước trong. Bún nước trong là cho anh em, cái này là gì cọ? Cái này gọi là gì vậy chị? Ớt cay đó. Cái này là cay lắm nè. Đây bỏ một xíu ớt vô. Ớt sấy vô. Cái này là bún nước trong. Con ơi, con bún của con đấy. Đây. Đây là quán bún nước trong, có bán ớt nguyên chất luôn rồi. Đấy, trong đây có rau rồi nè, ở trước tượng đài. Ớt này phải bỏ ít ít thôi. Ớt này hơi cay á. Có ngay gốc cây á. Đây, gắp rau vô. Đậu hũ, bún nước trong chứ không phải bún riêu. Bún này ăn cũng được. Mình thấy ăn cảm giác giống như là bún mọc vậy đó, vì nước lèo trong cho nên chắc họ gọi là bún nước trong. Đã tới chợ Long Khánh rồi, bây giờ tụi mình sẽ đi chợ. Đấy, khu thành phố Long Khánh, chợ Long Khánh là đây, chợ đấy. Trái cây các kiểu. Cô nghe kìa. Chợ Long Khánh. Mít, sầu riêng, chôm chôm, các kiểu. Giờ tụi mình đi mua đồ. Cứ đi dọc hết chợ là mệt lắm. Mình đi bên đó người ta bán trái cây dọc đường nó nhiều lắm. Để mình đi mua. Em mình nó muốn đi tìm mua một cái lưới, cái chà gì đó. Mua gì ở đây? Bao mít, bao bưởi nè. Bao gì? Cái đó là gì? Cái bao mít rồi. Để bao trái cây hả? Bán để bao trái cây cho ong nó khỏi chích á. Nguyên một dãy đường Victoria Secret của Việt Nam nè. Đó. Vui không? Mật khô, khô đuối đường. Các kiểu treo đầy chợ này. Hạt giống. Đây, mũ trôm, mũ gòn. Rau mầm. Các kiểu giống. Bồ kết hồi xưa gọi đầu bằng trái bồ kết nè. Đó, hồi xưa nhà nghèo là gội đầu bằng trái bồ kết này nè, mọi người bẻ ra xong ngâm nước rồi gội đầu nè. Đó là bồ kết. Chợ trong đây là nhà lòng chợ đó. Mua cho nó hột khổ qua, trồng cho nó khỏi khổ qua. Qua đường chữ nhung sắt đó để mua đồ nữa nha. Đi theo hai con. Con mắm này nó đi mua hạt giống, mua hạt gì không mà phải đường khó chặn. Đường vui chưa? Phố Long Khánh. Mua cái vó để về cất tép. Cô mua cái vó mà hỏi có mua bán cái chài không? Điên. Cái chài nè. Có đâu mà giật. Đi mà mình không có đi vô chợ, không mua hết, mình chỉ mua mấy cái đồ cần dùng thôi. Chứ cái chợ này cũng lớn lắm, gọi là chợ của hồi xưa nó là thị xã thôi, bây giờ lên thành phố rồi đó. Đó, chợ Long Khánh.
chợ của quê mình lên đây 18 cây số. Đây cái vó này là để mua về xong mình mới cắm cây, cắm xào đồ vô đây. Đấy. Cà phê nhà quê thành phố nhà quê của mình. Nhà bếp đây. Nói cá coi thì nhà bếp nhà cá coi đây nè. Wow, có mấy con big one luôn. Ui cà cun đâu rồi đây. Wow, đẹp chưa? Mấy con xa xa kìa. Úi giời ơi, to. Đẹp ha. Mấy con to to, con này siêu to khổng lồ. Ui, nhà có cái nhà bằng gỗ đẹp quá kìa. Có nhà bằng gỗ rất là đẹp luôn. Đi vô đặt uống cà phê phố cổ. Có cái bộ bàn ghế rất là đẹp nha. Wow, có cái bình cổ này đẹp chưa. Đi qua đây, cái này bằng gỗ hay bằng gì? Wow, đẹp quá à. Wow, có cái bàn này, có cái bình này cao hơn là mình nữa, là tí mình đứng mình chụp hình thử á. Này bằng gỗ không này, đẹp chưa. Vòng VIP, vòng wow, gỗ dày. Oh man, này chắc mấy tỷ ha. Nguyên cái khối này là nguyên hay là nó ghép? Wow, cái cây gì mà to vậy, nguyên cái sạn bằng gỗ luôn này. Này chắc tiền tỷ mà mọi người, chứ tiền triệu cũng không mua được. Wow, cái sạn bự chà bá bằng nguyên một cái khối gỗ. Dày mấy gang tay của mình ta? Một gang, gần hai gang tay bằng gỗ không? Đẹp không? Đẹp chưa? Trên cũng bằng gỗ rồi. Đẹp ha. Wow. Trời ơi, có cái con cá gì nó to lắm. Cá này gọi cá gì? Cá hải tượng. Mà giờ mình quay nó không được, nó đen lắm. Hồ nó đóng rong đúng không? Cá nó trắng. Mà nó đóng rong mình không có thấy được. Hai con hả? Hai con. Wow, nó dài 3 mét luôn đó mọi người. Đẹp quá. Đây là nước ép bưởi của mình, uống cho đẹp da đẹp dáng. Còn này nó làm gì? Da ua. Cun chờ kem dâu hả Cun? Giờ cô uống nước ép bưởi thử coi có ngon không. Chờ kem dâu. Chờ kem dâu. Ăn thêm vô lắm. Nước ép chưa mẫu hay không? Ngồi xuống. Đây nè, đây nè. Coi. Cho nó chọn. Nó dâu dâu cái này. Thôi coi kem dâu của Cun coi ngon không? Trời ơi đẹp quá nè. Này của cô Trang hả? Này của cô Trang á, kem của Cun. Có một cái sườn, Cun có một cái sườn. Hai cô cháu mày bơi về miền Tây luôn đi. Rồi con ăn đi. Cun về miền Tây anh nhận. Nó với miền Tây giờ cũng nhiều bất kỳ lắm mà. Của mình hấp dẫn Cun ha. Hồ cá đẹp chưa? Cun đẹp chưa? Ở trong căn nhà này đâu cần nhà lầu cao tầng là gì trời. Nhà đẹp quá à. Khi nào mới có tiền mua nhà này làm được căn nhà này trời. Bằng gỗ. Ở được ở cũng được. Ở cho ở mà bắt lau chùi tối ngày. Đâu ở đi tao cho mày ở đó. Nhưng mà phải lau chùi sạch sẽ bụi bặm hết. Thì cho ở. Chứ không phải ở mà được làm chủ. Muốn ở hả? Cho ở mà phải lau chùi sạch sẽ. Tình tao đây nha, tao có mình đó. Giờ uống chàng xong nước rồi đi về. Dạo ngoài kế bên quán người ta có cây dâu da. Mà cây này nó ít trái. Đấy, có trái đó, dâu da xanh đó. Có trái nhưng mà rất là ít.
Mình kêu đi vườn dâu mà cũng không đi được, về đây chẳng đi đâu được hết, buồn thật á. Trời ơi, trái rớt đầy dưới kìa. Trái rớt đầy dưới gốc, không ai lượm kìa. Đó, chùm chùm kìa. Đây có gì, cá gì. Mấy con cá gì á. Mấy cá gì. Đấy, cá gì chạy tung tăng. Mình đã uống cà phê xong rồi, bây giờ mình xin chào, bye bye thôi, đi về, về làm lông tiếp tục thôi. Mình đã đi ăn sáng, đi chợ và uống cà phê xong, giờ trở lại vị trí cũ là làm lông. Xin chào tạm biệt, bye bye.